Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng bạn đến với kênh CD2 Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Thì trở lại với những cái video về review một số kênh YouTube lớn để cho chúng ta tìm hiểu và rút ra một số cái bài học hay cho từng kênh để áp dụng cho kênh YouTube của các bạn. Thì ở chủ đề lần này mình sẽ review kênh YouTube của Khoa Bớt. Đây là một cái kênh YouTube thực sự mình rất là ngưỡng mộ cái kênh này, và rất ngưỡng mộ anh chàng Khoa Bớt này, bởi vì những cái nội dung video hết sức đơn giản và đời thường. Tuy nhiên, đây là một cái kênh YouTube rất là thành công và thu nhập cực kỳ cao, và mình muốn lấy cái kênh YouTube này để chia sẻ cho các bạn trong cái video này, để chúng ta cùng tìm hiểu một vài cái mình cảm nhận theo quan điểm riêng của mình và kinh nghiệm của mình, một vài điểm mình thấy là có thể học được từ kênh YouTube này và những cái chúng ta cần áp dụng cho cái kênh của các bạn. Thì mình tổng hợp lại một vài điểm nhỏ, hy vọng rằng sẽ giúp ích được một phần nào đó ý tưởng làm YouTube của các bạn. Ok, thì chắc mình không cần phải giới thiệu lại kênh YouTube này, bởi vì đây là một kênh YouTube thật sự là rất nổi tiếng và rất là phổ biến. Hầu như ai làm YouTube hoặc là những người hay xem video trên YouTube đều biết đến kênh YouTube của Khoa Bớt này. Thì mình sẽ nói một vài điểm chính sơ qua để cho các bạn dễ theo dõi nha. Thì kênh YouTube Khoa Bớt này là một cái kênh chuyên về vlog ẩm thực, du lịch, rồi ẩm thực đường phố, hướng dẫn nuôi dạy thú cưng, review sản phẩm, các video thử thách, so sánh sản phẩm nấu ăn, vui chơi, vân vân. Và cái kênh này được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 2016, và hiện tính tới ngày hôm nay là ngày 7 tháng 5 2019, thì số lượt xem kênh YouTube Khoa Bớt đạt được là 236.891.058 lượt xem. Thật sự rất là khủng khiếp. Nếu như các bạn muốn tính doanh thu ước tính thì với 1 triệu lượt xem ở Việt Nam thì đạt khoảng từ 4 tới 5 triệu đồng. Thì các bạn lấy con số đó các bạn nhân lên tổng lượt xem này thì ra được tổng cái doanh thu ước tính ha, chứ không phải là chính xác lắm nhưng mà nó cũng tương đối. Đó là doanh thu toàn bộ thời gian làm YouTube. Rồi, cái lượng subscriber là hiện nay là 1.4 triệu người đăng ký kênh, tức là 1.400.000 người đăng ký kênh đó các bạn. Một lượt đăng ký cũng khá là nhiều và ấn tượng so với một cái kênh review ẩm thực du lịch. Đây là một cái con số cực kỳ là lớn và ấn tượng nha các bạn. Và thu nhập ước tính, con số này mình thống kê dựa trên Social Blast cùng với một vài cái kênh YouTube khác cũng review kênh Khoa Bớt. Thì mình lấy cái con số ước tính này, nó cũng gần chính xác. Đó là thu nhập của kênh YouTube này vào năm 2019 một tháng dao động là từ 2.500 đô trở lên ha, là một con số đáng mơ ước của các người làm YouTube đúng không? Ok, và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một vài cái thông tin bên lề của kênh YouTube rất là hay này nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ phân tích với bạn là cái kênh YouTube này nó bắt đầu như thế nào và nó thành công ra sao, và cái hướng đi nào đã giúp cho kênh YouTube này thành công vượt bậc và đạt được con số ấn tượng như vậy. Thì kênh YouTube này mình sẽ chia làm 3 giai đoạn phát triển ha, 3 giai đoạn làm content. Tất cả nội dung trên kênh của Khoa Bớt đều là content 100%, tự anh chàng này quay, tự đóng luôn, tự quay, tự dàn dựng kịch bản, tất cả mọi thứ luôn là content 100%. Và giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thú cưng 2017, đó là giai đoạn Khoa Bớt làm những cái video về nuôi dạy những chú chó thú cưng, bán những cái sản phẩm dành cho thú cưng này. Thì đó là một vài cái thông tin, đây là một vài cái hình ảnh video mình chụp lại nè, từ 2 năm trước lận,
các bạn thấy, bây giờ mình sẽ mở kênh YouTube cho các bạn thấy rõ hơn nha. Thì các bạn có thể nhấn vào củ nhất. Để phân tích mỗi kênh YouTube thì các bạn vào kênh đó các bạn chọn là củ nhất để các bạn xem là những cái nội dung đầu tiên họ hướng đến là nội dung gì, và đến thời điểm nào cái kênh YouTube vượt bậc thì bạn cũng biết là họ rẽ hướng như thế nào, để bạn có thể học hỏi được cái điều gì đó từ một cái kênh YouTube bạn review ha. Ví dụ như trường hợp kênh Khoa Bách này thì các bạn thấy là giai đoạn 1 nè, những cái video đầu tiên đăng cách đây 2 năm rồi và lượt xem mặc dù có video cũng rất là cao đúng không, 200.000, và cũng có rất nhiều video là lượt xem rất là thấp nè, có hai mấy ngàn thôi nè, và cái lượt xem này thực sự là thấp hơn rất là nhiều so với cái lượt xem hiện tại kênh YouTube Khoa Bất đạt được ở thời điểm 2019 này, các bạn thấy không? Bởi vì đây là cái chủ đề cũng kén người xem, và đây thật sự là một cái chủ đề chỉ làm cho vui thôi, chứ thật sự lúc đầu làm Khoa Bất không có định hướng là làm content này để kiếm tiền. Và chút xíu nữa mình sẽ thống kê lại một vài cái ý chính để cho các bạn nắm được cái định hướng làm YouTube cho nó dễ thành công nha. Rồi, thì đó là giai đoạn thứ nhất. Và cái giai đoạn này Khoa Bất làm năm 2017, tức là khoảng một năm sau khi thành lập kênh, bắt đầu đăng những cái video đầu tiên lên. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái giai đoạn tiếp theo của kênh Khoa Bất này nha. Và đây là cái giai đoạn thực sự là bùng nổ, khiến cho cái kênh YouTube của Khoa Bất từ một cái kênh bình thường chỉ có vài chục ngàn người xem mà bỗng sẽ trở thành một cái kênh YouTube review ẩm thực số 1 ở Việt Nam và ở nước ngoài nữa. Và các bạn thấy nè, những cái video đăng cách đây 8 tháng nè, 300 ngàn nè cũng chưa cao, nhưng mà có một cái video các bạn thấy nè, 4 triệu người xem, nó thực sự là nó khác biệt so với những cái video trước rất là cao đúng không? Và từ cái video này thì kênh YouTube Khoa Bất đã chuyển hướng sang cái dạng làm video review ẩm thực, và từ đó cái kênh lên rất là nhanh và đến bây giờ luôn. Các bạn thấy nè, 4 triệu 3, 8 triệu 6, 1 triệu rưỡi. Tất cả các video đều đạt lượt xem khủng khiếp đúng không? Và nguyên nhân vì sao là như vậy? Thì một chút xíu nữa, sau khi mình review các cái giai đoạn này, mình sẽ tổng kết lại cho bạn những cái ý chính mà mình cảm nhận được vì sao Khoa Bất lại thành công được như vậy. Rồi các bạn thấy nè, đây cái video lời cầu xin của cô chủ bán bánh canh. Bây giờ mình mở cho các bạn thấy cái video đó luôn. Đây, hiện tại cái video đó tính tới thời điểm hiện nay là được 4.329.000 người xem hơn ha. Và với công cụ kiểm tra SEO video YouTube thì của VidIQ mình cài vào thì các bạn thấy nè, các cái từ khóa Khoa Bất đánh vào thẻ tắt của cái video đó nè, rất là nhiều từ khóa ha. Nhưng mình thấy là có một vài cái từ khóa các bạn có thể dùng cho kênh của các bạn, nếu như các bạn làm chủ đề ẩm thực. Đây nè, bánh canh vỉa hè ha, bánh canh cua, bánh canh 300.000, những cái này đều nằm trên top 1 YouTube hết nè. Đó thì các bạn có thể dùng cái cách này để các bạn có thể xác định thị trường ngách để chúng ta làm vlog hoặc là làm cái chủ đề gì đó theo cái hướng mà cái kênh các bạn đang review ha. Đây là một cái cách để các bạn có thể xác định những cái từ khóa ngách mà nhiều người xem ha. Các bạn thấy là khi làm cái chủ đề này, những cái từ khóa này lên top YouTube thì mình chắc chắn là rất là nhiều người ta tìm những cái từ này, do đó cái lượt view nó mới rất là cao, hoặc là kênh này lại được ăn đề xuất từ mỗi kênh lớn khác làm về chủ đề ẩm thực, nó được đề xuất qua những cái từ khóa ngắt như thế này đó. Nếu như bạn có thể làm chủ đề ẩm thực hoặc là vlog thì đây cũng là một cách để các bạn xác định chủ đề ngắt để các bạn làm nhé. Đó, các bạn thấy không? Ok, nói tiếp cái phần review kênh YouTube này nha, chút xíu thì chúng ta rút ra nhiều bài học lắm. Rồi, đó là xong cái giai đoạn thứ hai là review ẩm thực. Rồi chúng ta sẽ qua giai đoạn thứ ba là giai đoạn hiện nay luôn, là review nhà hàng điểm du lịch ăn chơi xa xỉ. Thì giai đoạn này là giai đoạn Khoa Bất kiếm được nhiều tiền nhất trên YouTube bởi vì được xem nó cao nhất và những cái quảng cáo hiển thị trên những cái nhà hàng khách sạn này toàn là những cái quảng cáo giá trị, bởi vì Khoa Bất rất là thông minh
chuyên đi review những cái nhà hàng khách sạn đắt tiền. Thì các bạn biết là những cái hình ảnh qua bớt quay thì toàn là những cái hình ảnh sang trọng đắt tiền. Do đó những cái đơn vị, những cái nhà quảng cáo họ đặt những cái quảng cáo lên thì chắc chắn họ cũng hướng người xem, đúng không? Hướng người xem đến những cái sản phẩm giá trị cao. Do đó đây là một cái sự tính toán rất là thông minh của Farbird mà mình rút ra được qua những cái video của anh chàng này ha, chứ không phải anh ta bỏ ra một số tiền lớn để làm review cho các bạn xem. Mình nghĩ rằng đây là một cái đòn bẩy để giúp cho những cái quảng cáo hiển thị trên những cái video đó nó giá trị, mang lại cái lợi nhuận khá là cao cho chủ kênh này. Đó là cảm nhận riêng của mình. Nếu như các bạn thấy thích hoặc là các bạn có một cảm nhận khác thì các bạn có thể comment bên dưới để đóng góp cho những bạn đang xem video này cũng biết nha. Rồi, ok, đây là giai đoạn thứ ba. Rồi, đó là cái giai đoạn quan trọng nhất và giai đoạn hiện tại luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái phần là mình sẽ thống kê lại một vài cái điểm chính mình học được qua cái kênh YouTube của Facebook này. Đây là cái phần cũng rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta review một cái kênh nào đó thì các bạn phải rút ra được cái bài học gì áp dụng cho chính kênh của các bạn ha. Chứ mình không làm chuyên sâu về việc review về thu nhập một kênh nào hết. Bởi vì review thì nếu các bạn thích thì các bạn comment thì mình cũng sẽ cố gắng mình làm. Tuy nhiên bên cạnh đó mình nghĩ rằng qua những cái review về doanh thu, những cái review sơ qua về những cái thông tin cơ bản của mỗi kênh lớn nào đó thì chúng ta cần phải học được cái điều gì từ những kênh đó thì nó sẽ tốt hơn cho chính bản thân của các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thứ nhất nha. Đầu tiên thì các bạn thấy nè, cái điều mình học được đó là khi các bạn làm một kênh YouTube mới thì các bạn cứ làm những cái video theo sở thích, theo đam mê, và các bạn đừng nghĩ đến doanh thu ha, chỉ làm để thỏa đam mê thôi. Thì cũng y như khi nãy giờ mà các bạn xem mình review á, đây là những cái video đầu tiên này Khoa Bất làm, những lượt view cũng khá là thấp. Với những lượt view này thì doanh thu YouTube trả không bao nhiêu, đúng không? Nhưng mà Khoa Bất vẫn làm rất là nhiều video, các bạn thấy không? Và đến thời điểm này thì mới được lên. Khoảng 8 tháng nè thì mới được lên, các bạn thấy không? Đó. Cái video cũ nhất là đang 2 năm, còn cái video này là 8 tháng. Tức là thời gian đó là khoảng cũng khá lâu, đúng không? Đó, các bạn thấy cũng khá lâu thì mới đạt được cái thành quả như vậy. Thì đó là cái thứ nhất mình đã học được về kênh YouTube này. Và chúng ta sẽ qua cái ý thứ hai, đó là các bạn cần phải biết nắm bắt xu hướng người xem và chuyển hướng nội dung phù hợp. Thì như các bạn thấy nè, mình mở trên kênh này luôn, thì khi đây đến cái thời điểm cái kênh này nó cán mốc cái lượt view cao như thế này, thì các bạn thấy nè, kể từ sau cái video này thì Khoa Bất không có đăng bất kỳ một cái video review thú cưng nào cả, mà toàn là đi ẩm thực và ăn uống, các bạn thấy không? Đó là cái sự thông minh khôn ngoan của anh chàng này. Anh ta biết nắm bắt xu hướng của người xem và cứ như vậy mà làm thôi. Thì đây cũng là một cái cho các bạn học hỏi nha. Cứ làm đam mê trước, sau đó nắm bắt được xu hướng người xem, thị hiếu người xem, là chúng ta cứ như thế, chúng ta bám làm theo cái nội dung đó là chúng ta sẽ thành công. Ok. Rồi, qua cái ý thứ ba là cái này cũng rất là hay nè. Cái nội dung video các bạn phải bất ngờ, gây tò mò cho khán giả xem đến đoạn kết. Các bạn thấy những cái video của Khoa Bớt á, làm thời gian gần đây đều có sự bất ngờ và gây tò mò. Điển hình như cái video Khoa Bớt tố cáo resort Aroma, đúng không? Thì cái đó nó gây cộng đồng mạng rất là quan tâm, và cái video đó đã mang về doanh thu cho Khoa Bớt rất là cao, và cái lượt tương tác subscribe kênh YouTube của Khoa Bớt tăng lên cực kỳ nhiều. Và không chỉ cái video đó mà tất cả các video mình nãy mình có xem qua một vài cái video thì những cái video đều mang cái sự tò mò, như cái video này nè, lời cầu xin của cô chủ bán bánh canh. Các bạn thấy nè, trong này nó không đơn giản là review ẩm thực, nhưng nó có sự
giằng co qua lại giữa người bán và người mua cũng khá là thú vị và nhiều tình huống bất ngờ. Nhưng các bạn có thời gian thì các bạn muốn tìm hiểu cách làm cái nội dung những cái nội dung này, và các bạn đọc những cái comment ở dưới này, các bạn thấy nè, rất là nhiều người đưa ra ý kiến bởi vì nó thật sự rất là bất ngờ. Những cái tình huống bất ngờ trong cái video này mà Khoa bất diễn tả rất là khéo léo đó. Đó là cái thứ ba các bạn cần phải biết ha. Rồi tiếp theo, cái này ở những cái video trước mình cũng có hướng dẫn rồi ha. Chúng ta nên sử dụng YouTube làm đòn bẩy để bán hàng qua video. Đây là một cái khía cạnh khác để bạn có một cái doanh thu tốt hơn trên YouTube. Và như các bạn biết là ngoài việc kiếm tiền từ quảng cáo YouTube thì Khoa Bất cũng kiếm được rất là nhiều tiền từ việc bán những sản phẩm cho thú cưng. Đây là cái nghề chính trước khi làm cái video YouTube ẩm thực của Khoa Bất. Đó là cái phần thứ tư mình học được qua kênh YouTube này. Rồi cuối cùng, một cái phần quan trọng không kém, đó là mình có tìm hiểu một vài cái video ở trên kênh này, và đây là một cái điểm mà cũng giúp cho kênh YouTube của Khoa Bất phát triển một cách đáng kể. Đó là Khoa Bất biết tận dụng những cái nhân vật nổi tiếng để review những cái cửa hàng liên quan đến những cái nhân vật này, hoặc là những cái sản phẩm liên quan. Như điển hình đây là hai cái video mà Khoa Bất đã làm. Video bên tay phải này là Khoa Bất review với nhà hàng của Mai Phương Thúy, và nhận được rất là nhiều người xem video và comment, bởi vì đây là một nhân vật khá là nổi tiếng và nhiều ý kiến trái chiều, đồng thuận cũng như là không đồng thuận comment bên dưới cái video của Khoa Bất. Và anh chàng này có một cái thu nhập và có một cái lượng tương tác cực kỳ khủng từ những cái video như thế này. Còn bên trái này là một cái video Khoa Bất đã review các cửa hàng bánh mì của Streaming Pew Pew, là một cái YouTuber khá là nổi tiếng về lĩnh vực stream game. Và video này cũng kéo về rất là nhiều lượt tương tác cho Khoa Bất và làm cho cái cửa hàng này cũng rất là điêu đứng ha, bởi vì cái video này nội dung là cũng không có tốt gì cho cửa hàng thức ăn nhanh này. Thì đây là cũng là một cái cách mà Khoa Bất đã rất là thông minh để vận dụng, để áp dụng cho content vlog và review của mình. Ok, thì trên đây là một vài cái ý tưởng mà mình đã học được qua kênh YouTube của Khoa Bất. Hy vọng rằng những cái này nó cơ bản thôi, nhưng mà qua cái trải nghiệm của riêng mình, hy vọng sẽ động lại trong các bạn một cái ý tưởng nào đó để các bạn có thể làm kênh YouTube cho các bạn tốt hơn. Rồi mình sẽ dừng video ở đây. Nếu như các bạn thích video này, hãy like cũng như chia sẻ video giúp mình. Và ở những cái video kế tiếp, nếu như các bạn muốn mình review một cái kênh YouTube nào lớn, hoặc là các bạn muốn mình đánh giá một kênh YouTube nào để rút ra những cái bài học gì, thì các bạn có thể comment bên dưới cái video này. Mình sẽ sắp xếp thời gian, mình sẽ review cho các bạn học hỏi nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công và sớm tìm được ý tưởng tốt cho kênh YouTube của các bạn nha.